Tại tỉnh Quảng Nam, thì mưa lớn kéo dài kèm theo các hồ thủy điện từ thượng nguồn điều tiết nước khiến khu vực hạ du sông Thu Bồn, Vu Gia ngập sâu. Nhiều tuyến đường tại khu phố cổ Hội An chìm trong nước. Từ trưa 30 tháng 11, mực nước trên sông Thu Bồn chảy qua phố cổ Hội An đạt trên mức báo động 2. Tại thành phố Hội An, nước trên sông Hoài dâng cao, tràn lên hai tuyến đường Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu. Nhiều tuyến đường trong phố cổ Hội An ngập chìm trong nước lũ. Nước lũ đã ngấp nghé vào nhà dân và thành phố Hội An. Chợ Hội An nằm sát sông Hoài cũng chìm trong biển nước. Khu vực chùa Cầu thành phố Hội An cũng bị ngập sâu. Đây là lần thứ tư trong năm 2021, phố cổ Hội An ngập chìm trong nước lũ. Mưa to trong những ngày qua thì kết hợp với thủy điện xả lũ đã khiến tuyến đường dẫn vào làng gốm Thanh Hà, thành phố Hội An ngập sâu. Tại một số tuyến đường có mực nước thấp, người dân vẫn đạp xe trên phố.